Quan hệ sao Hàn trong và ngoài phim, cách 9 tuổi đóng đồng niên bằng tuổi làm mẹ con. Nhìn vẻ ngoài mà nhận xét tuổi tác là chuyện hết sức bình thường. Cũng chính vì vậy mà nhiều khi xem phim, chúng ta sẽ bị nhà sản xuất lừa đấy. Cụ thể là có rất nhiều diễn viên đóng vai khác xa tuổi thật, vai vế với bạn diễn trong phim cũng khác hẳn ngoài đời. Cùng xem là những trường hợp nào có thể sẽ gây bất ngờ cho mọi người nhé. Song Hye Kyo, Lim Chi Jeon. Song Hye Kyo sinh năm 1981, Lim Chi Jeon sinh năm 1990, hai nữ diễn viên này cách nhau đến 9 tuổi. Vậy mà trong The Glory, nhân vật mà cả hai đảm nhận lại bằng tuổi nhau. Khi xem phim, khán giả gần như quên đi sự chênh lệch tuổi tác giữa nàng Song và Lim Chi Jeon mà chỉ đắm chìm vào diễn xuất của họ. Song Hye Kyo, Han Ji Min. Han Ji Min sinh năm 1982, nhỏ hơn Song Hye Kyo 1 tuổi. Khi tham gia bộ phim Một Cho Tất Cả năm 2003, nàng Song đã là ngôi sao nổi tiếng, còn Han Ji Min chỉ là gương mặt mới. Bởi vậy mà Song Hye Kyo được giao vai nữ chính Min Su Jeon khi trưởng thành, còn Han Ji Min lại đóng thủa niên thiếu của nhân vật này. Choi Daniel, Jun Si Jun. Gia đình là số 1 phần 2 là sitcom kinh điển của Hàn, giúp dàn sao trẻ đặt một viên gạch vững chắc cho sự nghiệp của mình. Nói đến bộ phim này thì chuyện của hai nam chính Choi Daniel và Jun Si Jun lại khiến người xem phải bật cười. Ngoài đời, cả hai cùng sinh năm 1986, ấy vậy mà trong phim lại vào vai cậu cháu ngon ơ. Nguyên nhân vì Choi Daniel trông trưởng thành từ tạo hình cho đến thần thái, còn Jun Si Jun lại như nam sinh vậy. Lee Trong Sắc, Lee Thê Hoan. Lee Trong Sắc vốn nổi tiếng là trẻ hơn tuổi thật, hiện tại anh đã 34 tuổi nhưng chẳng mấy khác 10 năm về trước. Có lẽ nhờ thế mà trong bộ phim Hai Thế Giới, Lee Trong Sắc đã biến đàn em Lee Thê Hoan trở thành anh của mình, dù ngoài đời hơn người ta tận 6 tuổi. Trong phim, Lee Thê Hoan hay trêu chọc gọi Lee Trong Sắc là thằng nhóc lắm đấy. Nhìn qua cũng không ai đoán là Lee Trong Sắc lớn hơn nhiều tuổi vậy, vì gương mặt và khí chất Lee Thê Hoan chững chạc hơn hẳn. Song In-kuk, Oh Jeon-su. Một trường hợp bằng tuổi nhưng lên phim lệch hẳn vai vế, còn trở thành huyền thoại trong làng phim Hàn, đó chính là Song In-kuk và Oh Jeon-su. Hai diễn viên này đã hợp tác với nhau trong siêu phẩm của trang truyền thuyết Chu Mông và vào vai mẹ và con trai, dù ngoài đời họ cùng sinh năm 1971. Khi biết sự thật này, rất nhiều khán giả đã cực ngạc nhiên, phải khen rằng diễn xuất và độ phù hợp của cả Song In-kuk và Oh Jeon-su với nhân vật là 100% hoàn hảo. Harry, Jiu Hae-jeon, Choi Seung-won. Ba chị em nhà họ Sung trong Lời Hồi Đáp 1988 cũng có màn thay vị trí, đổi vai vế cực thú vị. Trong phim, Jiu Hae-jeon là chị cả, Harry là chị hai và Choi Seung-won là em út trong nhà. Ở ngoài đời, Choi Seung-won lại là người lớn tuổi nhất, anh chàng sinh năm 1985, hơn chị cả 6 tuổi, hơn chị hai tận 9 tuổi. Xem phim ai cũng đắm chìm trong không khí gia đình của đất sân, nào có ai phát hiện ra sự thật bất ngờ này. Nhìn lại thì chuyện đóng vai lệch tuổi, vai vế trong phim khác xa ngoài đời chắc chắn không xa lạ gì với các ngôi sao làng phim Hàn. Nguyên nhân có thể đến từ ngoại hình, gương mặt, cũng có thể là do họ diễn xuất quá đỉnh, làm chúng ta nhìn thấy chỉ là nhân vật đó mà thôi. Điều này thực sự đáng khen ngợi.